chúng ta thực hành ôn lại luôn về các công cụ và các lệnh rất là cơ bản đó. Ví dụ như là chúng ta cùng nhau vẽ thử một cái bút chì nhé. Đây, rất là đơn giản thôi để ôn lại tất cả những gì mà chúng ta đã nói vừa nãy. Chẳng hạn như là vẽ một bút chì này, đầu tiên tôi sẽ vẽ một hình chữ nhật này, tô cho nó một màu nào đó. Bây giờ tôi sẽ Ctrl C copy, sau đó Ctrl F để dán nó lên phía trên. Sau đó tôi giữ Shift và tôi sẽ thu đều. Giữ an và thu đều nó vào như thế này. Tô cho nó một màu sáng hơn một chút. Đến đây tôi lại chuyển công cụ. Ví dụ như là công cụ Polygon. Tôi vẽ ra một hình đa giác. Trong quá trình mà chúng ta vẽ một cái hình nào đó mà các bạn lại muốn là nó di chuyển được thì đừng có nhả chuột ra vội nhé. Các bạn nhấn phím cách là các bạn vừa vẽ các bạn có thể là di chuyển nó sang một cái vị trí mới được như thế này. Thì các bạn có thể vừa vẽ vừa dịch chuyển đối tượng. Ví dụ đến đây tôi có một cái phần hình chữ nhật là thân bút ở bên dưới đúng không? Đây là hình tam giác để tôi làm cái đầu bút. Ví dụ như là nó đang bị lệch chẳng hạn, tôi có thể chọn cái công cụ rotate này, nhấn Alt tôi kích vào đây để tôi xác lập lại cái góc quay vào đây. Đấy. Và sau đó thì tôi có thể là làm ra đẹp. Di chuyển. Ví dụ thế. Ok. Bằng cách như thế này thì chúng ta có thể là dịch chuyển. Bây giờ tôi đổi màu cho nó. Ví dụ một cái màu nâu nâu này giống như là thân gỗ đi. Tiếp tục nữa tôi chọn cái hình này. Bây giờ chúng ta sẽ chọn lệnh scale. Kích đúp vào. Tôi có thể cho nó co duỗi theo chế độ uniform, tôi cho nó khoảng 30% đi và nhấp copy. Vậy thì tôi sẽ có một bản sao. Tôi tô cho nó màu sậm một chút và kéo nó lên trên đỉnh như thế này. Đây sẽ là tương ứng với lại cái gì nhỉ? Đầu bút chì đúng không? Tiếp nữa, nếu như chúng ta muốn vẽ thêm cái đuôi bút chẳng hạn, chúng ta có thể làm thêm một số các thao tác như thế này. Tôi làm thêm cái cục tẩy sau nhé. Chúng ta lại lấy cái công cụ Rectangle này. Chúng ta vẽ một cái hình chữ nhật đi. Trước khi vẽ các bạn có thể thiết lập một cái màu xám xám giống như là cái phần nhôm ốp nhôm ở đầm đuôi của cái bút chì. Và các bạn vẽ đây, tốt nhất là vẽ một cái chúng ta lấy hình được rồi, hình này cũng được. Chúng ta vẽ xong, xong rồi chúng ta có thể là co tròn góc một tí đi. Vậy là nó sẽ có gì đấy ạ? Cái tròn tròn một tí đấy ạ. Nếu mà không muốn cái này tròn hết, muốn hai góc này vẫn vuông thì đây, chúng ta nhấn vào Shape này, đúng không? Giả cái thằng này về 0, giả thằng này về 0. Ok, vậy là chúng ta sẽ có được cái phần cục tẩy. Vẽ thêm một cái đuôi vào đây cho nó nữa để coi như là cái phần phần đuôi của nó. Giữ an kéo để tạo ra bản sao.
cái này thì có lẽ là chúng ta sẽ cho nó sáng màu hơn một tí đi, ví dụ như thế. Đấy, một chút như thế này thì chúng ta có thể vẽ ra được một cái hình cái bút. Bây giờ chọn hết cả group lại, Ctrl G, và bây giờ chúng ta sẽ thu nhỏ bớt nó lại, ví dụ thế. Bây giờ vẽ thêm một cái nền rectangle rồi, lấy một màu là nó giữ shift đi, chúng ta sẽ vẽ ra được một hình vuông. Ctrl shift mở một vuông sẽ đưa xuống dưới. Hình này bây giờ tôi cho nó xoay đi một góc độ là 45 độ. Ok, chọn cái này, Ctrl C là copy, Ctrl F là dán vào phía trước, giữ Shift, giữ An, chúng ta thu đều vào thì chúng ta sẽ có một cái hình nhỏ nữa vào trong. Tô cho nó một màu nào đó. Bây giờ chúng ta đặt sắp xếp nó lại, vẽ thêm một hai cái hình nho nhỏ nữa để trang trí, ví dụ như là những cái hình mà chúng ta đã biết ở đây, ví dụ là hình ví dụ như là mà một số hình như là hình sao này, hình sao nhiều cánh hơn nữa này. Đây, giữ shift để cho nó cân, giữ phím mũi tên là để cho chúng ta có thể tạo ra những cái sao nhiều cánh hơn, vân vân. Các hình, mỗi hình chúng ta cho một ít vào đây, coi như là một cái sự nhắc lại những cái công cụ mà chúng ta đã trao đổi. Ví dụ như thế. Đấy thì một cái bài vẽ đơn giản thế này, chúng ta nhắc lại một vài các công cụ, một vài lệnh, vừa group này, rồi thì tầng thứ cái nào lên trên cái nào xuống dưới này, rồi co đều các đối tượng bằng cách nhờ khi transform thì giữ phím An này, rồi co duỗi theo cái tỷ lệ được chỉ định đó, vân vân, một vài cái như thế. Tiếp nữa thì chúng ta có thể làm thử một cái khác nữa nhá, một cái ví dụ khác nữa như thế này. Ví dụ như là chúng ta vẽ thử một cái tivi đi, tivi cổ điển đi. Ngay đầu tiên chúng ta sẽ vẽ ra một cái hình khung này. Đấy, đây là cái hình bên ngoài nhá. Bây giờ tôi vẽ tiếp cái phần hình bên trong thì Ctrl C, Ctrl F là để chúng ta tạo ra bản sao, sau đó thì chúng ta sẽ giữ An, chúng ta thu đều từng cái cạnh này vào một chút thì chúng ta sẽ có cái phần bên trong của nó. Tôi có thể tô một cái màu sáng hơn một tí đi. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ tiếp một cái khu vực nữa là cái khu vực màn hình đi. Chúng ta chọn cái công cụ Round Rectangle rồi đi, vẽ ra một màn hình. Trong lúc vẽ thì các bạn có thể nhấp giữ phím cách để các bạn di dịch nó lên trên này xuống dưới. Sau đó thì các bạn sử dụng cái phím mũi tên xuống hay lên để các bạn điều chỉnh về cái góc của cái màn hình. Đến đây thì tôi có một cái tạm gọi là màn hình đi. Chọn tiếp, Ctrl C, Ctrl F để tạo ra bản sao, lại nhấn giữ An, thu đều vào để tạo ra cái phần màn hình phía trong. Và cái này thì nên chọn cho nó một màu khác đi, hay là thằng này thì đen hẳn đi, thằng này thì đi đến đây. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thêm một số các cái thành phần nữa, ví dụ như là hệ thống loa rồi nút bấm. Loa thì bây giờ chúng ta sẽ làm các khe loa như sau. Vẽ một hình, sau đó thì chúng ta nhấn An, chúng ta kéo nó
đi một cái góc độ nào đó. Sau đó thì các bạn có thể sử dụng cái phím là Ctrl D để các bạn nhắc lại cái thao tác mà các bạn vừa làm để tạo ra một cái hệ thống hai loa. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm thêm một số các cái khu vực liên quan tới cái nút chỉnh kênh. Nhấp giữ phím cách để chúng ta điều chỉnh về mặt vị trí, để chúng ta đo cái kích thước cho nó tựa tựa như là cái phần loa phía dưới. Và sau khi mà vẽ xong thì chúng ta sẽ có khu vực như này. Vẽ tiếp hình tròn để làm cái chuyển kênh này. Đây, giữ shift, vẽ vòng tròn. Đến đây tôi chọn một màu. Chọn tiếp Ctrl C, Ctrl F, thu tiếp vào trong để làm cái vành bên trong. Tô cho nó một màu khác, hơi đậm hơn một chút. Vẽ một hình chữ nhật nữa để làm cái nút chuyển kênh. Sắp xếp nó vào. Và nếu các bạn thích thì các bạn có thể cho nó quay đi một cái góc độ nào đấy. Sau đó làm thêm một vài cái nút nhỏ. Ctrl C, Ctrl F, thu lại, chọn cả hai đi, nhấn Alt, nhân bản, Ctrl D lần nữa, chúng ta sẽ có ba cái nút điều chỉnh nhỏ bên dưới. Đến đây gần gần ổn rồi, tôi sẽ vẽ thêm một cái hình chữ nhật nữa ở bên dưới làm chân đế. Lúc này muốn vẽ đằng sau, ok, thử luôn, chuyển chế độ là gì đây, Draw Behind. Bấm chọn cái khung hình lớn nhất và chúng ta sẽ vẽ vào đây để chúng ta làm cái chân đế bên dưới. Thêm nữa thì chúng ta có thể lấy luôn cái hình gì đây nhỉ? Cái hình này, ví dụ như là chúng ta tạo ra một cái hình nhỏ như là cái chuỗi này đi. Đại loại là cho thử một cái vệt như là cái vệt cái màu vào đây đi. Nếu mà cầu điện nữa thì hình như là chúng ta còn cần phải có một cái anten nữa đúng không? TV này là cần phải anten, làm thêm anten nữa nhá. Một ellipse đi, lấy cái màu cũng tựa tựa như là cái màu gốc này, vẽ ra phía sau nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái anten. Màu xám xám đi, đường viền hơi rõ hơn, hơi sẫm hơn một tí. Một này, nhấn Alt này, kéo tiếp lên trên. Lúc kéo thì các bạn giữ Shift nha, để cho nó thẳng hàng. Bây giờ chúng ta vẽ cho nó nhỏ hơn một tí, tẹo nữa thì chúng ta nhấn Alt, chúng ta kéo mỗi bên vào một tí để cho nó bé đi. Tương tự như vậy, nếu muốn làm nữa thì chúng ta lại nhấn Alt, chúng ta kéo tiếp thằng này lên trên để tạo thêm cái khúc thứ ba. Khúc thứ ba này có rồi, chúng ta sẽ chọn và chúng ta giữ an, chúng ta lại thu nhỏ mỗi cạnh vào thêm một tí nữa. Cuối cùng thì chúng ta tạo ra một cái đầu. Ví dụ như này, đến đây thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Và chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái phần liên quan anten này, group lại để thành một đối tượng. Sau đó thì chúng ta sẽ làm thêm thao tác là cho nó quay đi. Bấm chọn này, nhấn Alt để bấm vào đây để tôi có thể là thiết lập lại cái điểm quay là phía dưới. Đó. Ok, bấm copy, vậy là nó sẽ xoay ra đây. Bây giờ tôi lại chọn tiếp cái thằng này. Bắt nó quay tiếp một lần nữa.
Nhấn An. Tiếp tục. Góc quay, bây giờ tôi sẽ cho trừ đi. Sang phía bên kia. Tất nhiên là bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh một tí cho sang bên này. Ví dụ thế. Thế thì đây là một cái thao tác, nói chung là nó cũng đơn giản thôi. Chúng ta tập vẽ một chút các hình cơ bản, gióng hàng, rồi thì cho cái gì lên trước, cái gì xuống sau. Một chút tô màu, một chút nhân bản. Đấy thì bây giờ các bạn có thể là thử nghiệm luôn. Là tất cả mọi thứ từ đầu buổi đến giờ chúng ta trao đổi với nhau những cái gì thì chúng ta sẽ tập làm lại một chút như thế. Và có cái vấn đề gì phát sinh trong quá trình làm việc mà các bạn thắc mắc thì chúng ta sẽ cùng giải đáp luôn.